Rồi, ngay trước màn hình em là Akai GX400D. Chiếc này là bạch công tử, máy chạy 2 chiều. Máy chạy 2 chiều thì cái nút này này. Đây, cái dàn nút điều khiển này có bóng đèn bên trong anh em ha. Và nó chạy bên trái bên phải luôn. Đó. Chiều vượt lại qua bên trái thì đây anh em này. Đó, có đèn sáng lên. Đôi ta nghèo tôi xa điều Chiếc này thì chất âm hay tuyệt vời đấy nha, không thể chê vào đâu được. VIP nhất của Akai rồi. À, nó có cái đời Pro nữa. Cái đời này là đời trơn chạy 2 chiều, đồng hồ vàng, bạch công tử, tức là cái dưới này nó màu trắng hết luôn, còn cái kia dưới là màu đen. Mà cái màu đen thì đồng hồ nó màu xanh. Chiếc này thì giá nó rẻ hơn cái đồng hồ xanh một tí. Nhiều anh em thích màu trắng như thế này hơn, bởi vì nó sáng sủa hơn. Chiếc này thì quá trời đẹp luôn rồi, không thể chê vào đâu được. Chiếc này trước đây mua rất là đắt, giá đâu đó khoảng hơn 60 triệu, nhưng bây giờ bên Thái Euro chỉ còn 50 triệu thôi. Hoạt động ngon lành, hay lắm. Chiếc này thì anh em chơi khỏi cần lật mặt băng, nó chạy được 3 tốc độ luôn ha. Nó là đời VIP của Akai rồi, chạy 3 tốc độ luôn. Và anh em chơi thì có thể vượt qua vượt lại và không phải lật mặt đảo mặt băng phức tạp. Mà giá thì nó đắt hơn cái loại Pro kia một tí. À, đây 15 7 trên 1 phần 2 và 3 trên 3 phần 4, 3 tốc độ luôn anh em ha. Mình muốn chơi tốc độ nào cũng được, 3 tốc độ, chạy 2 chiều, chạy 2 bánh tì, rất là ổn định. Chiếc này thu phát rất là hay. Mời anh em nghe một đoạn nhạc của cái này nhá. Chất âm tuyệt vời anh em ha, cơ thì khỏe lắm anh em ạ, cơ siêu khỏe không thể chê vào đâu được. Chiếc này chiều cao là gần 60 phân, chiều ngang 46 phân, to và nặng lắm. Giá là 46, à xin lỗi, giá là 50 triệu ở bên Thái Auto anh em ha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại.